Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và ở đây thì mình đang ở khu vực khắc nghiệt sa mạc của ARK nè các bạn. Ở phía đằng sau lưng của mình thì mình tìm thấy được có một cái lỗ và mình có thể chui vô phía bên trong này thì mình sẽ tìm thấy một cái hang động ở phía bên trong này nè. Đó, và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay đó các bạn thì mình cũng đã có quay một đoạn mình vô trong này mình khám phá rồi. Nhưng mà rất là tiếc là cái video của mình nó bị lỗi file cho nên là nó không có âm thanh á. Thế là mình đã phải load lại cái cell của mình để mình khám phá cùng với các bạn. Đi xuống phía bên dưới này thì mình sẽ thấy có một vách tường nè. Đi vô trong này thì mình thấy có một cánh cửa. Mình có thể vô trong một cái căn phòng ở phía bên trong rất là bí ẩn ở trong này và có rất là nhiều những cái cơ quan. Ví dụ như ở trước cửa nè, có một cái tơ nhện từ ở phía bên trên xuống phía bên dưới này. Và ở trước cửa thì có một cái bẫy các bạn. Đó, một cái bẫy gai nè. Đó, nó lâu lâu thì nó chĩa lên một cái. Hồi nãy mình không biết, mình chạy ở trong này nó chĩa cho mình một phát. Và ở trong này thì có rất là nhiều những cái nút có chữ ở phía bên trên này nè. Đó, mỗi một cái nút thì đều có một cái con chữ cái nằm ở phía bên trên này. Có nút thì cũng không có nữa. Và hồi nãy thì mình đã mất rất là nhiều thời gian để bấm những cái nút này nè, để giải mã mật khẩu đó. Ở trong này thì nhìn nó như mê cung vậy đó. Mình cần phải giải mã mà mình bấm rất là nhiều trong này nhưng mà không có cách nào để giải mã được hết. Thế là mình đã phải sử dụng tới Google các bạn, sức mạnh của Google để có thể giải mã được cái này. Thì mình đã biết cách rồi các bạn, hồi nãy mình có khám phá một lần rồi cho nên mình có kinh nghiệm. Ở đây thì mới vô cửa mình sẽ thấy được cái chữ G này nè, bấm vô một cái rồi sau đó thì đi lần mò heo qua phía bên đây nè. Phía bên đây thì nó có những cái G này nè các bạn, mình có thể nhảy lên phía bên trên rồi sau đó thì bắt cua lên từ từ lên phía bên trên cao nữa. À, và phía đây mình có thể nhảy qua và nhảy qua bên những cái nút này nè. Ở phía đằng sau này thì có một cái căn phòng bí ẩn nữa, có chữ R ở đằng sau đây nè. Mình cần phải bấm vô cái chữ R một cái rồi sau đó thì bay ra phía bên ngoài. Tưởng tượng nhưng mà không có cái chỗ này thì không biết là làm sao mà nhảy qua phía bên kia luôn á. Rồi đi ra phía đằng sau này luôn các bạn, thì mình sẽ đến với chữ A nè. Chữ A có dấu quyền nè, bấm một cái. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua phía bên đây để bấm cái chữ T nè. Đó, mình không biết là cái mật khẩu này nó có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mình đã tìm cách giải mã ở đây rất là lâu nhưng mà không được. Cho nên là mình đành phải sử dụng tới sức mạnh của Google. Ở đây thì mình sẽ chắc là cho cái gamma lên chút cho nó sáng sáng chút. Ví dụ như lên 4 nè. Đó, bây giờ thì mình cần phải bắt cua lên những cái vách tường này các bạn. Đó, để có thể leo lên phía bên trên này nè. Đó, leo lên phía bên trên. Leo lên phía bên trên luôn. Đó, ở trên này mà có cái đồ leo núi đó các bạn thì sẽ tiện hơn. Nhưng mà mình thì không có cho nên là mình sẽ sử dụng cái cách bắt cua ở trên này. Ở trên này thì có những cái vách tường có thể leo lên phía bên trên và đi tới một rớt rồi thôi thì mình sẽ làm lại một lần nữa nha. Ở đây thì mình có cái móc dây nhưng mà sử dụng không được nè. Nhưng mà mình thì lại không có cái đầu leo núi cho nên là đành phải sử dụng tới cái bắt cua như vậy nè. Đó, có thể leo lên phía bên trên. Ở trong này thì nó không cho mình sử dụng cái móc dây. Mình có đem theo cái móc dây bằng cái cây nỏ đó các bạn, nhưng mà nó không cho sử dụng, đành phải sử dụng cái cách bắt cua như vậy thôi và nhảy qua phía bên đây luôn nha. Đó, trên này thì cũng có những cái nút này nè. Mình đã bấm tan nát mấy cái nút đó rồi nhưng mà không có giải mã được. Thế là mình phải lên Google tìm. Và ở trong này thì mình còn phải nhảy vô phía bên trong đây nè. Đó, trong này có nút A nè các bạn. Bấm một cái nữa thôi là xong. Cánh cửa ở phía bên dưới thì nó sẽ mở ra nè. Đó, cái mật thất rất là đơn giản luôn các bạn. Nhưng mà không có tìm hiểu thì chắc là không biết tới khi nào mình mới có thể giải mã ra được nữa. Nó không hề đơn giản. Nhưng mà tìm hiểu rồi thì nó trở nên đơn giản hơn. Và xuống phía bên dưới này mình nhìn giống như là mình đang đi vô trong một cái lăng mộ. Ở phía bên dưới một cái kim tử tháp đó, nhìn rất là quyền bí ở trong này nè. Đó, có những bức tượng của những chiến binh cầm cây giáo, chiến binh ARK đó các bạn. Giống giống cây giáo này nè đó. Giống giống mình đang cầm cây giáo này ha. Đó, nè. Giống y mình đang cầm cây giáo luôn á. Ở trong này chắc là mình sẽ lấy cây đuốc ra để cầm lát nữa dự phòng nha. Rồi, có cây giáo nè. Đi vô phía bên trong này thôi. Hồi nãy mình vô tới trong đây một lần rồi các bạn. Đó, trong này thì đó nhìn rất là hay luôn nha. Nhưng mà trong này thì rất là nguy hiểm luôn á. Mình đã phải chết ở đây một lần rồi. Cho nên bây giờ thì mình sẽ lần mò vô phía bên trong có kinh nghiệm rồi. Ở đây thì nó có cái nút nè. Bấm một cái. Rồi sau đó thì mình cần phải tìm cách để đi qua bên cái cửa đó. Thì mình chỉ có cách duy nhất là mình biết được các bạn là chạy thật là nhanh. Chạy thật là nhanh vô trong này rồi ăn vô cái thôi. Bởi vì ở chỗ đó nó phun lửa đó các bạn. Hồi nãy mình không biết, mình đi từ từ vô thế là nó phun lửa cho mình một phát chết tươi luôn đó các bạn. Ghê lắm. Hết hồn các bạn, cánh cửa nó đóng xuống một cái sầm là mình hết hồn. Và nó hút một phát nửa cây các bạn. May là mình chạy nhanh vô á. Hồi nãy mình chết ở đó một lần. Thế là mình quyết định là kiểm tra lại cái save game của mình á. Thì mình bị mất cái file âm thanh. Mà sau khi mà mình bị cháy xong thì cái gương mặt của mình kìa. What? Để mình cầm cái đuốc lên thử coi.
Wow, cái gương mặt của mình bây giờ nó đen thui luôn các bạn. Chân của mình nó cũng đen thui luôn kìa, nó như kiểu như nó bị cháy thành than luôn rồi đó. Trời ơi, ghê quá vậy. Xém chút nữa là mình chết rồi. Ở đây thì mình có cái con đường ở phía bên trên nè, rồi có thể đi xuống phía bên dưới nữa. Thôi thì mình sẽ đi đường ở phía bên dưới đi. Ở trên này thì có cái nút bấm nè, chắc là mở cái cánh cửa ra rồi để mình thử nha. Đây đây, ở phía bên trên này thì mình có cái nút bấm nè, mình sẽ mở cái cánh cửa này ra thử một cái xem coi. Ôi, nó có đường đi ở trên này nè các bạn, mở ra được cánh cửa và đi. Một là đi ở dưới, hai là đi ở phía bên trên này. Thì mình sẽ đi ở phía bên trên này trước đi, để đi vòng vòng phía bên trên này thử nha. À, trên này thì cần phải bắt cua hơi căng nha. Ôi, ôi, rất là nguy hiểm luôn á. Nhưng mà rớt xuống phía bên dưới có chết không? À, phía bên dưới thì cũng có đường đi cho nên là không sao hết. Mình có thể sử dụng cái cách bắt cua trên này dành cho những người thích bắt cua rồi. Té một cái bẹp xuống phía bên dưới này luôn rồi. Nhảy yếu quá. Thôi thì cứ đi bộ ở dưới này thôi. Và bộ giáp của mình thì nó sắp hư rồi nè, cho nên là mình sẽ chuyển sang sử dụng bộ giáp chi tiên đi. Thay cái áo chi tiên lên luôn nhá. Rồi, đi xuống phía bên dưới này thôi. Hồi nãy đi ở trên thì đi không được cho nên là đành phải đi ở dưới này. Và dưới này đây rồi, có một cái kho báu ở đây rồi các bạn. Trong này thì có cái yên, cái yên của con Baranto nè. Ngon, lấy luôn. Và đôi giày lạnh, lấy luôn nha. Tới đây thì, tới đây thì mình không có lên phía bên trên được. Vậy là mình cần phải bắt cua ở phía bên trên mới phải lên được rồi. Ở đây thì mình có sử dụng cái móc dây thì cũng không được các bạn, nó không cho phép mình nè. Nhưng mà mình đã có cái con, ở trong này thì mình có con cá sấu nè. Rồi có con gì nữa không? À có bờ te nè các bạn. Bờ te thì mình sẽ sử dụng ở trong này thử nha. Đây đây, thử xem coi có được không. À được nè các bạn. Ui, quăng nó ra phía bên ngoài được nha. Vậy là mình có thể cưỡi nó để bay lên phía bên trên rồi, thuận tiện lắm. Bay lên phía bên trên luôn. Bay lên phía bên trên. Cũng giống như cái hang lần trước thôi, nó hay đá mình xuống phía bên dưới lắm. Mà lên phía bên trên này thì mình có cánh cửa rồi. Thôi thì mình sẽ hút em bờ te vô nha. Ở đây thì xong rồi. Cho nên là mình sẽ chỉ cái em bờ te xuống phía bên dưới này một cái, cho nó đậu đây đi. Mình không muốn bỏ nó lại ở đây đâu. Ở đây thì có cái nút bấm đó nè, mình bấm thử coi. À, bấm mở cửa ra nè. Ngon lành luôn. Và em MT thì mình không muốn bỏ nó ở đây cho nên là mình sẽ chắc là hút nó vô trong quả cầu đi. Ở trong có thể đi vô trong này nữa nè. Gửi nó vô trong này được không? À, vô trong này được nè. À, nhưng mà nó hay đá mình xuống dưới lắm. Cho nên là thôi, mình cứ hút nó vô đi các bạn. Lát nữa mình cần đó thì mình sẽ gửi nó đi tiếp nha. Và cái cánh cửa thì để lâu quá nó đập cái sầm xuống nè. Nghe cái tiếng rất là ghê luôn á. Và sau khi cái cửa đập xuống thì không có cách nào để đi ra ngoài hết luôn hả? Ái da, một đi không trở lại các bạn. Hồi nãy mình chỉ khám phá được cái tới cái chỗ lửa thôi. Và trong này thì vô trong này phải đi luôn rồi. Và lấy cây đuốc lên nha. Chỗ này sao chấm móc chấm bơ nhìn ghê quá vậy. Đứng cái này. Gì vậy? Tiếng gì ở sau lưng vậy? Ui, dơ, ở sau lưng, dơ, ở sau lưng. Ái da, dơi nè. Mình sẽ lấy cây đao của mình ra để mình chém nó nha. À, mấy con dơi này thì cấp độ chỉ có hai mấy. Ở 100 mấy cũng có nữa nè. Và xong rồi đó hả? Rất là đơn giản luôn các bạn. Ở đây thì có đồ linh tinh thôi, không có gì xịn hết. Ở còn con dê nào nữa không? Mình sẽ lấy cái đuốc ra tiếp nha. Trong này thì hơi đói. Mình đang hồi phục máu lại đó các bạn, cho nên là nó tiêu tốn thức ăn rất là nhiều. Dưới này gì vậy? Ồ, dưới này thì nó mới làm cái mật thất gì? À, phóng một cái giáo rồi nè. Ở đây thì có mấy cái mật thất nhìn rất là bí ẩn. Theo mình di chuyển lung tung đây nè. Và đây thì có cái nút bấm hả? Wow. Bấm tầm bậy tầm bạ trong này thì nó rớt đồ xuống tầm lum nè các bạn. Thôi, mình không bấm lung tung nữa nha. Mình sẽ đi vô trong này luôn. Ở trong này thì có cánh cửa, mình cần phải tìm cái nút bấm để mình có thể mở cái cửa ra. Thì cái nút ở đây đúng không? Đây là các bạn, đây là. Wow, ở đây có kho báu nè. Nhưng mà đây không có gì bảo vệ cái kho báu hết, nhìn nguy hiểm lắm nha. Nguy hiểm, kiểu gì cũng sẽ có mật thất ở trong này. Trong này nó rất là nhiều mật thất, rất là hiện đại các bạn. À, đi qua đi lại không sao hết nè. Ây da, cái gì vậy? À, cái cánh cửa. À, đi qua đi lại không sao hết và chạy. Ây da, ôi chạy ngang qua phía đây. Vậy là mình đi vô trong này thì mình sẽ có thể bị tấn công nè. Nhưng mà mình bây giờ thì an toàn rồi cho nên có thể lượm được mấy cái yên cưỡi cùi bắp thôi. Và có cái remote nữa nè. Thôi lấy luôn nha. Cái công thức chế tạo cái remote thôi. Và đây thì bị dính mũi tên cho nên là bây giờ mình không có đi tới được. Dính mũi tên đi tới không được nữa nè. Ủa sao nó cứ đi ngang ngang bên vậy? Chắc là nó bị đen đau quá bạn, nó đi xéo một bên kìa. Ở trước này thì mình thấy có cánh cửa nè. Bây giờ thì tìm cách để mở cái cánh cửa này ra một chút. Thì cần phải tìm mấy cái nút. Đây đây đây, có mấy cái nút nè. Mà có mấy cái cây mũi tên nó dính trên người mình, bây giờ không biết làm sao tháo ra nè. Nó cứ dính ở trên người của mình thôi. À, xúc qua đây nè. À, bây giờ mình có thể di chuyển một cách bình thường rồi nè.
Mở đây thì có cái nút, thì mình sẽ bấm thử coi. À, cái nút này không phải mở cửa rồi. Bấm cái nút ở đây một cái. À, mở cửa rồi, đây này, hên quá. Cái cửa đã được mở rồi các bạn. Vô trong này thì wow, trong này bây giờ có hai cái cửa, mình cần phải lựa chọn một trong hai rồi. Mình sẽ bấm cái cửa bên đây một cái. Đó, bấm bên đây một cái thử coi. Thôi, mở cánh cửa bên đây luôn nè. Nhưng mà bây giờ thì wow, cửa đằng sau đóng rồi hả? Thôi thì mình sẽ đi ở phía bên đây đi. Phía bên đây thì có lại tiếp tục có rất là nhiều nút bấm. Ở đây thì có những cánh cửa có thể mở được nè, cho nên là mình sẽ đi tiếp. Trong này thì có nút bấm luôn. Lung tôm thì bấm đại thôi. Ở đây thì có cánh cửa có nút nữa nè, bấm luôn. Và nó mở cửa nữa nè. Trong này thì cửa này mở thì mình sẽ đi theo cửa này thôi. Bấm cái này một cái coi. Rồi nó không có mở cửa tiếp theo, còn phía bên đây thì ai nó mở cửa bên đây nè. Đây rồi, đi tiếp nha. Ở trong này thì lại có nút bấm nữa. Rất là nhiều cửa ở trong này, nó như một cái mê cung đó các bạn. Bấm thì nó sẽ mở cửa ra nè. Và trong này thì trời nút nhiều lắm nha, nhìn nút nhiều rất là sợ luôn á. Sợ nó cho mình cái bẫy thì tiêu mình luôn. Đó 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 đó. À, bấm ở đây thì nó mở cửa ra nè. Ủa, có kho báo ở trong này hả? Nhưng mà lút nhanh nha, cái trong này thì không có đường ra nè. Lút nhanh một cái rồi đi ra phía bên ngoài. Đó, nhìn giống cái bẫy các bạn. À, có cái nút kìa. Có cái nút chắc là mở cửa này lên rồi. Quạt mùi rồi, nó rớt cái cửa xuống cái ghê quá. Hồi nãy mình mới lút được cái súng nhắm. À, công thức chế tạo cái súng nhắm cần tới tận 5.900 xi măng các bạn. Với lại 4.000 sắt và 6.000 polymer. Trời ơi, cái súng nhắm rất là đắt tiền luôn á. Công thức chế tạo thôi. Ở đây thì còn mấy cái nút nữa nè. Mình sẽ bấm hết mấy cái nút này thử coi. Đó, có cái đường đi nữa nè. Thôi chắc là mình sẽ đi đường thẳng đi các bạn. Qua phía bên trong này luôn nha. Đó đó, ở trong này thấy bắt đầu mới có mấy con dơi nè. Đây, mình sẽ lấy cái súng shotgun ra. Bắn nè. Bắn nè. Đó, shotgun này của mình có đèn. Và cửa nó rớt xuống, sợ quá. Ở đây bấm một cái thì mở cái cửa ra quay trở lại nè. Còn ở trong này thì đi vô trong này luôn nha. Ở trong này bắt đầu nghe tiếng có mấy con quái rồi đó. Nghe thấy sợ sợ rồi đó. Trong này thì có cánh cửa nè. Còn phải tìm cái nút bấm để mình có thể mở ra được. Thì đi vô trong này thì có thêm những cái cánh cửa nữa. Trong này thì có nút bấm nữa nè. Ở ngoài này thì mình thấy có cái nút nè, mình bấm ở đây trước ạ. Ở đây thì mở cái cánh cửa bên đây nè. Và ở đây thì có mấy con dơi nè. Thôi thì mình cứ đi phía bên đây trước đi. Phía bên đây thì nhìn thấy nó lỗi ánh sáng làm sao đó nha. Trong này thì trong này thì có cái con đường. Trong này thì bị dưới này có đường nè. Ôi, tưởng là bị bít các bạn. Và ở phía đằng sau này thì có mấy cái này để mình coi coi. Nó bị lỗi ánh sáng nè. Từ cái căn phòng phía bên kia nó có thể dội vào phía bên đây luôn. Còn đây thì có đường đi xuống phía bên dưới nữa hả? Thôi chắc là mình sẽ đi xuống phía bên dưới luôn đi. Đi cho nhanh luôn nha. Đi xuống phía bên dưới này thì nhảy xuống từ từ thôi. Mình có những cái miếng trắng này nè, để mình trắng lại để đỡ bị sát thương khi mà nhảy thẳng xuống phía bên dưới á. Dưới này thì có cái nút nè. Ở đây thì có mấy cái này giống như cái cánh cửa đó các bạn, mà bị bít lại rồi không có đi được. Đây rồi các bạn. Đây rồi, đây là một trong những cái vật phẩm đã chịu hồi mod ở phía đằng trước mình nè. Nhưng mà thấy nguy hiểm quá vậy. Để mình cầm cái đuốc lên cái. Ở đây thì có cái gì đây? ghê quá. Nhìn nó tối thui ở phía bên dưới à. Thôi cho nên là mình sẽ bắt cua qua phía bên đó luôn nha. Đây rồi. Đây là một trong những vật phẩm đánh boss mình đã tìm tiếp theo nè các bạn. Có một cái nữa nè. Mà bây giờ thì vẫn còn đường đi nữa, cho nên là mình sẽ đi vô phía bên trong này luôn nha. Con đường này sao nó không có gì hết vậy? Chỗ nào mà không có gì hết là chỗ đó rất là nguy hiểm á. Ở trong này là cái chỗ khu vực hiến tế gì đó các bạn. Vô trong này thấy có một cái hai cái bức tượng nhìn sợ ghê luôn á. Có hai bức tượng nè. Hồi nãy mình cũng thấy cái bức tượng vậy nè, và mình bị lửa nó thiêu cháy chết luôn, cho nên là hơi sợ một chút. Ở đây thì đây có cánh cửa đó nè. Cánh cửa ở phía bên này chắc chắn là cái đường phía bên kia rồi. Vậy là nó cũng vô một trong cùng một hướng thôi. Bên đây với bên đây nè. Vậy để đi cùng một đường vô trong này nè. Chỉ vô có một đường thôi. Vậy là đi bên trái hay bên phải gì cũng được. Vô trong này thì mình có một cái khu vực này. Có cái lỗ phía dưới này. Đây rồi các bạn. Ở đây thì mình biết các bạn. Ở chỗ này là cái chỗ khu vực hiến tế nè. Mình cần phải hiến tế một cái con vật gì đó thì cánh cửa nó mới mở ra. Mình có một trong hai cánh cửa nè. Bây giờ thì hiến tế con gì bây giờ? Mình có đem theo cái con cừu này các bạn. Con cừu này mình tính đem theo để mình làm thịt nó trong lúc mà mình đi xem mấy con thú á. Bây giờ thì đã có cơ hội để sử dụng, cho nên là mình sẽ hiến tế nó ở đây luôn nha. Quăng nó ra phía bên ngoài nè. Đó. Bây giờ thì làm sao cho nó đi vô trong cái hố đó bây giờ. Mình sẽ đẩy nó vô trong này nha. Đấm nó vô trong này đó.
đấm nó một cái. Ủa, nó bay qua phía này luôn rồi. Đấm ngược trở lại nè. Ai không được rồi. Đấm lại một cái. À không được. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cách là gọi nó nha. Cho nó đi. Cho nó đi. À, nó khôn quá, nó né qua kìa. Nó né qua nè. Tại đây mình sẽ chỉ cho nó thẳng vô trong cái lỗ này nha. Nó khôn lắm các bạn. Là chỉ vô. Ôi coi chừng mình lớn rớt xuống phía bên dưới luôn nha. Ờ à, nó khôn ghê luôn á. Nó không chịu đi vô trong này. Ôi ơi nó khôn kìa. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao mình đấm cho nó rớt vô trong cái lỗ này mới hay nè. Coi coi còn bao. Ui, leo lên trên người nó là tiêu luôn á. Coi coi nó còn bao nhiêu máu nha. À, còn nhiều máu lắm. Không sao hết. Mình đấm nó không xin nhây. Và ui, nó rớt vô trong rồi. Ua. Khi mà nó rớt vô trong đó thì lửa nó sẽ bùng lên các bạn. May là mình chạy kịp á. Ua, ui em cừu của mình kìa. Và cánh cửa. Ua, cánh cửa để mở ra nè. Mình nghe tiếng kéo cửa và trong này tối quá vậy. Nó than cầm cái đốt lên. À, trong này thì mình sẽ tiếp tục đi vô phía bên trong thôi. Vậy là hiến tế một con vật thì mình mới có thể mở tiếp được cánh cửa. Và nghe có tiếng mật thất nó mới nhảy hay gì á. Ghê lắm nha. Đó. Ui, mật thất nó chịu hồi ra mấy con. Mấy con dê, để phát. Bật đèn lên, bật đèn lên. Đây rồi. Chết một con nè, hai con nè. Chắc ở trong này mình sẽ cầm cái sọt rinh cho nó an toàn các bạn. Ở trong này bắt đầu xuất hiện ra những cái mật thất chịu hồi ra được những con quái vật ở trong này, ghê lắm. Dưới này thì có cái con đường đi xuống phía bên dưới thôi, cho nên là đi được. Mình sẽ chạy nhanh qua đoạn này luôn nha. Đoạn này thì không có gì. À, mật thất nó sẽ chịu hồi ra, mình thấy rồi. Chịu hồi ra mấy con dê nè. À, mấy con dê này bắt đầu trâu dữ vậy. Chết luôn, lộn rồi đúng không. Ở đây thì cũng có những cánh cửa nè. Mấy cánh cửa này thì không có mở ra được. Cánh cửa nào mà nó thẳng thẳng đó các bạn thì mới mở ra được. Và phía trước mặt của mình thì tiếp tục có mấy con dê. Mình sẽ hai đạn cho nó. Ui, mình bị dính độc của con dê rồi kìa. Mình sẽ ăn vô cái để cho nó hồi phục máu lại, chứ không là mình sẽ chết với cái độc của nó luôn á. Hình cái đầu lâu đỏ nhìn thấy ghê quá. Ở đây xác của mấy con dê nè. Canh bắn cho chuẩn vô là được. Trong này thì mình thấy là không có gì hết à, chỉ có mấy con dê thôi. Cuối lần trước mình thấy có cái nút bấm này nè, có cái cửa nè. Rồi vậy là bấm cái nút này để mở cửa chắc luôn. Đó, biết ngay mà. Có kinh nghiệm mà các bạn. Và ở đây thì wow, sau một hồi lang thang ở trong cái mê cung thì cuối cùng mình cũng đã tìm thấy ánh sáng từ phía bên trên rọi xuống. Và đây là một cái khu vực có, nó kiểu như là một cái khu vực có ánh sáng. Ở trong này thì có cái tàn tích nè, tàn tích cổ đại, và có những cái cây, có cỏ ở trong này. Và phía bên đây thì có một cái bức tường năng lượng này các bạn. Bức tường năng lượng. À, ở đây thì mình có thể tìm thấy được những vật phẩm tiếp theo để đánh boss ở trong này rất là nhiều luôn nè. Wow, nó ở phía bên trong rồi. Mình không có đi vô trong này được. Bây giờ phải làm sao đây? Mình sẽ đi vòng vòng đây để khám phá một chút ở trong này nha. Trong này thì có metal được nữa nè. Có thể farm metal ở trong này nữa. Ở đây thì có cái đường đi để đi ra phía bên ngoài nữa nè. Nhảy xuống phía bên dưới là đi ra phía bên ngoài hay gì nè. Đi tiếp đó các bạn. Còn phía bên kia thì mình muốn giải mã để mình lấy cái vật phẩm bên kia. Cho nên là mình sẽ đi vòng vòng đây một chút nha. Trong này thì có mấy con này giống như mấy con động vật ở trong này nè. Và hồi nãy mình mới đi ở trong này đi ra nè. Ra tới phía bên ngoài này thì có mấy con động vật ở ngoài này. Để mình bắn thử mấy con vật ở đây thử nha. Ở đây có nè. Bắn nó đánh hạ nó thử xem coi. Có tiếng sói. What? Gì dạ? Mình nghe có tiếng động vật các bạn nổi giận lên thì phải. À đằng kia mình thấy có con gì kìa. Phải để mình lên phía bên trên. Đấp. À con gấu. Con gấu này giống như hồn ma vậy đó. Ôi giống như hồn ma của mấy con gấu á. Ở đây nữa nè. Sói nè. À, có sói, có gấu và bên kia nữa nè. Bắn nó luôn nha. Ui, nó ăn thịt lẫn nhau luôn kìa. Và sói nè. Mấy con sói này nó phát sáng lên nhìn lạ lắm á. Giống như cái hồn ma của mấy con linh thú á. Và ở đằng sau lưng mình nữa. Ui, một bầy luôn. Hai đạn. Quay trở lại bắn một cái nè. Bắn nè. Ok. Wow, nó sáng lên các bạn. Ghê không? Mình bật đèn lên thì nó sáng rất là dữ dội. Và cấp độ của nó 200 luôn á. Trong này thì cấp độ rất là cao. Và phía đằng trước mình thấy có con gấu nữa nè. Mình sẽ bắn luôn. Bắn luôn trước khi nó tiếp cận mình nha. Chết liền. Cấp độ toàn 200 không á. Bắn một cái nè. Đẩy thêm một cái nữa thì chết. Và nó làm mình bị hư. Ui, ở đằng sau đó hả? Nó làm mình bị hư cái quần rồi. Mà bắn cho một phát nữa. Rồi. À, xong rồi kìa các bạn. Wow, tấm bức tường năng lượng đã được mở ra rồi nè. À da, vậy là mình chỉ cần giết mấy cái con này thôi là được. Để mình thử xem coi.
cái con này nó có khác gì so với con động vật bình thường không nha. Đây để lấy thịt nó thử nè. À, mình cũng lấy được da của nó, lấy được lông của nó và lấy được thịt của nó luôn nè. Nó cũng như những cái con động vật bình thường thôi. À, cũng y như vậy thôi. Ở đây thì vật phẩm đánh boss đây rồi, mình sẽ loot luôn nha. Đây một cái nè, phía bên đây thì một cái nữa. Vậy là mình có thể có được ba cái vật phẩm đánh boss ở trong cái hang động này luôn á. Hỏi ba cái luôn nè. Wow, vô trong hang động này ngon nha. Vậy là mình sẽ có được ba cái từ trong này. Và bây giờ thì nhìn cái chân của mình kìa các bạn. Wow, sau khi cái quần nó hư thì mình bắt đầu phát hiện ra cái chân của mình nó vẫn bị còn hồi nãy mình bị cháy một lần á, bây giờ thì bị cháy luôn rồi, ghê quá vậy. Ôi đó có kìa. Và ở phía bên đây thì hồi nãy giờ mình đi vòng vòng đây thì mình chỉ thấy có một con đường ở đây thôi. À, mình sẽ đi xuống nước thử xem coi nó có hết không. Hình như nó cũng không hết luôn kìa, cái chân của mình vẫn còn bị cháy lửa. Ghê quá. Ở đây thì có cái hố nước ở phía bên dưới, trên đây thì có cái cây thanh như cây cầu nè, nhưng mà không có đường nào đi tiếp ở trên hết à, cho nên là chỉ có cách duy nhất là nhảy xuống phía bên dưới thôi. Cho nên là mình sẽ nhảy xuống phía bên dưới luôn. Ở đây thì có cái khát nước và nhảy xuống một cái hồ nước, trong này thì có cái hang động nữa nè. Vậy là chúng ta cần phải đi tiếp nữa thôi, hấp dẫn quá. Không qua tiếp nha. À, đây thì mình sẽ lấy cây đuốc. Mà đứng dưới nước lấy cây đuốc không được. Đây rồi, lấy được cây đuốc nè và đi tiếp tục vô trong này thôi. À, trong này thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái khu vực là khám phá cái hang động rồi, không còn phải khám phá mê cung nữa. Đi sâu vô phía bên trong này thử xem coi. À, trên này có cái đường đi lên phía trên nữa nè đúng không? À, trên này hết rồi, chỉ làm cái cảnh gì thôi, không có gì đặc biệt lắm. Và ở phía đằng trước mình thì bích đường rồi. Và có cánh cửa, à đây rồi, cánh cửa nó mở ra các bạn để mình đi tiếp nè. À, mình sẽ lần mò, ủa? Ôi, mình thấy nó lót lót và mình thấy ánh sáng là các bạn. Vậy là mình đi ra phía bên ngoài rồi đó hả? Ồ, qua phía bên ngoài rồi, bây giờ thì mình sẽ coi coi mình ở đâu nha. Đi ra phía bên ngoài luôn. Và cất cây đuốc vô. À, ra phía bên ngoài sa mạc trở lại rồi nè. Nhưng mà mình đang ở đâu đây? Mình sẽ kiểm tra cái bản đồ của mình xem coi. À, tuốt ở phía bên đây bản đồ luôn. Hồi nãy thì mình đứng ở phía bên kia kìa. Bây giờ thì sau thì một hồi đi ở phía bên dưới thì mình qua tới phía bên này luôn. Và ra phía bên ngoài thì ui, mình vẫn còn bị các bạn. Nó vẫn chưa hết cái hiệu ứng nữa kìa. Phía đằng sau mình thì mấy con này hả? Tấn công nè. Tấn công nè. Ui, cấp độ 130 mấy luôn. Đây thì có bọn ngựa nữa. Hồi nãy thì mình nhớ nhớ đâu đó, ở gần đây thôi. Hình như là ở phía bên đây nè các bạn, đường đi vô của mình ở phía bên cái núi ở phía bên đây nè. Có em chim điêu mình để ở phía bên này. Nếu như quay trở lại có em chim điêu ở đây là đúng rồi đó. Ở đâu đó ở gần đây thì phải. Đây rồi các bạn, đây rồi. Mình thấy cái tên của nó rồi nè. Vậy là mình vô ở trong này nè. Rồi sau đó thì đi ra ở tuốt phía bên kia. Và mình có được cho mình ba cái vật phẩm luôn. Hồi nãy thì mình thấy có hai con đường, mình phải lựa chọn bên trái với lại bên phải đó. Thì mình đó phải lựa chọn bên phải rồi. Mình nghĩ là bên trái sẽ có thêm một cái vật phẩm nữa để có thể triệu hồi được con boss đấy. Cho nên bây giờ mình có thể quay trở lại. Nhưng mà thôi, mình sẽ quay trở lại trong thời gian giữa hai tập để mình tìm thêm vật phẩm ở trong cái hang đó nha. Chứ còn bây giờ quay trở lại thì nó cũng có như vậy thôi. Hồi nãy cái đoạn đầu đó các bạn, rất là tiếc ở chỗ là mình quay một đoạn thì nó bị mất cái âm thanh, cho nên là mình đã phải load lại. Cho nên là cái đoạn đầu bây giờ thì khám phá mình cũng biết khá là nhiều. Mình biết được tới cái đoạn mà bị cháy lửa đó. Mình bị chết, thế là mình ra mình chết ở cái đoạn video của mình á. Thì mình thấy nó không có âm thanh. Trời ơi, rất là đau đớn luôn á. Nhưng mà không sao, mình có thể load lại được cái save. Bây giờ thì chắc là mình sẽ nhanh chóng bay thẳng về nhà luôn các bạn. Bay thẳng về nhà của mình để quay trở về nha. Còn ở trong đó thì chắc là mình sẽ trong thời gian giữa hai tập, mình sẽ quay trở lại đó sau để mình tìm thêm, khám phá thêm, lấy thêm vật phẩm nha. Hình như là mình gần đủ vật phẩm đánh boss rồi các bạn. Cho nên bây giờ thì mình sẽ quay trở về nhà để chuẩn bị một chút nữa nha. Rồi cuối cùng thì mình cũng về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hạ cánh ở trên này luôn nha. Và kiểm tra thử xem coi. À, người của mình quay trở lại như bình thường rồi nè các bạn. Ôi, không còn bị cháy giống hồi nãy nữa. Sau khi mà trên đường bay về nhà thì mọi thứ cũng đã trở lại như bình thường. Và ở đây thì mình có em quét dầu nè. Cái em quét dầu này lần trước mình làm cái bẫy để mình bẫy mấy con quét dầu đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng đã sửa nó lại trở thành một cái sàn để mình có thể vận chuyển được khủng long đi nè. Mình sẽ cho cái con T-Rex leo lên phía bên trên này thử nha. Lần trước thì mình có test thử một lần rồi các bạn, nhưng mà lúc đó thì mình không có quay video. Bây giờ thì mình sẽ cho nó leo lên phía bên trên nha. Đó, nhìn cái sàn rất là ảo diệu, nhưng mà con T-Rex của mình có thể leo lên phía bên trên nè. Đó, là sau đó thì mình có thể sử dụng quét dầu để sau này đi vận chuyển khủng long qua bên khu vực đánh boss. Ở đây thì mình sẽ cần phải có thêm những vật phẩm ở đây. Mình sẽ cho lên trên người của em trái cá của mình đi. Ở trong này thì lần trước loot được rất là nhiều nè. Rồi có điểm nữa mình sẽ cộng cho nó máu lên cho nó trâu trâu một chút. Cần nó chủ yếu là giữ ấm cho mình thôi. Ở trong này thì mình sẽ bổ sung vô trong này thêm bộ sưu tập của mình. Có thêm vật phẩm nè.
Đó, lấy mỗi lần thì mình chỉ lấy được một cái thôi, cho nên là bỏ từ cái lên trên này để bổ sung vào bộ sưu tập của mình luôn. Vật phẩm của mình chắc là cũng sắp đủ rồi đó các bạn. Chắc là trong tập tiếp theo đây mình sẽ đi đánh hạ con boss cấp độ đầu tiên luôn nha. Trong này thì có thêm điểm nữa nè. Rồi, mình sẽ mang con này lên đi. Pick up con này lên nha, còn để con này ở nhà thôi. Con này thì đang giữ polymer nữa nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng quét dầu thử thôi. Sử dụng quét dầu để đi tới chỗ này thì nó bị vướng cái cửa. Nó bị vướng cái cửa rồi các bạn. Cho nên là ra phía bên ngoài này chút. Mình có thể sử dụng quả cầu nữa, nhưng mà mình sẽ kết hợp giữa cái quả cầu với lại cái em quét dầu để vận chuyển những cái con khủng long của mình đi cho nó nhanh hơn. Rồi đây thử coi bay được không nha. Chắc chắn là bay được mà. Đó. Nhìn nè các bạn. Đó, cái con quét dầu nhìn nó còn nhỏ hơn cả con T-Rex nữa, nhưng mà nó có thể tải được cả một cái sàn bằng đá với lại con T-Rex ở phía bên trên. Nhìn game rất là hư cấu luôn đó. Và chỗ này thì mình mà nhồi nhét lên đó các bạn thì mình có thể tải được hai con T-Rex luôn á. Nhưng mà hai con T-Rex thì không biết là nó có di chuyển nổi hay không nữa nè. Để mình thử luôn nha. Mình sẽ cho nó qua phía bên cái cổng thành phía bên đây luôn đi. Rồi mình sẽ làm một cái thí nghiệm nhẹ nhẹ một chút, là cho thêm một cái con T-Rex đi lên phía bên trên nữa. Nhưng mà cần phải cho nó hạ cánh xuống một cách đàng hoàng cái. Rồi, con T-Rex này mà mình cho nó về một phía một bên á, tiếp gọn nó lại một bên á, thì chắc là có thể lên được hai con. Để thử luôn nha, xem coi em ấy có tải được hai con cùng một lúc không. Ok đó. Bây giờ thì mình sẽ vô phía bên trong, mở cổng thành ra để mình vận chuyển thêm một con ra phía bên ngoài nha. Trong này thì mình còn quả cầu nè. Quả cầu thì chắc là quăng ra từ từ đi. Em bờ te chắc là bây giờ thì không cần nữa, cho nên là để nó ở đây đi. Rồi trong lúc chờ đợi hồi chiêu đó thì mình sẽ gửi một con đi ra phía bên ngoài. Mấy con này thì lên cấp rất là khủng khiếp, 42.000 máu đó các bạn. Mình sẽ cộng cho nó thêm sức mạnh lên. Nhiều nhiều sức mạnh chút để đánh boss cho nhanh hơn nha. Rồi lôi lôi một chút rồi quay cái đầu lại đi ra phía bên ngoài luôn. Mình sẽ test thử xem coi hai con T-Rex thì nó có tải nổi không. Lên luôn lên luôn. Đó, lên được luôn nè các bạn. Lên được luôn á. Mình có thể nhồi nhét thêm một vài con bọ ngựa trên này cũng được nữa, nhưng mà vấn đề là nó có nó có thể bay được luôn các bạn. Tải hai con T-Rex luôn. Một con T-Rex là thấy bự rồi đó, nhưng mà hai con T-Rex luôn nó vẫn có thể tải đi được nè. Và ở phía đằng trước mình thì mình sẽ tìm xem coi cây cột đánh boss nào nó gần ha. Cây ở phía bên đây nó gần nè các bạn. Đó, mình sẽ thử tải qua phía bên đây hai con này trước nha. Thì mình có thể lấy quả cầu hút vô thêm được đó, nhưng mà thôi cứ tải thí nghiệm trước hai con này cái đã. Đó, mình sẽ tải trước hai con này qua phía bên đây nha. Mình sẽ đáp ở đây để cho mấy cái MTZ của mình đi xuống nha. Đây rồi, để nó ở đây luôn. Đáp tới một cái. Ok, ngon lành. Chuyến bay đã thành công và bây giờ thì mình sẽ chuyển nó xuống phía bên dưới này luôn. Chà, chỗ này xuống hơi khó nha. Rồi vướng luôn rồi. Nó bị vướng luôn rồi. Ok, sau một hồi nỗ lực cố gắng thì em ấy cũng đã đi được xuống phía bên dưới và mình sẽ sắp xếp vô trong này một cái nè. Ok chưa? Còn cái con phía bên trên này thì lên phía bên trên luôn. Để đi xuống phía bên dưới luôn nha. Đó, đi xuống cái đoạn đầu này nó hơi vướng một chút, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng vô trong này được. Ở trong này thì đó, mình sẽ chọn được cấp độ từ cấp độ dễ nè, cấp độ trung bình và cấp độ khó. Nói chung là mấy cái cấp độ này thì cần phải farm thêm mấy con alpha rồi đó các bạn thì mới có thêm được đồ nè. Trong này vật phẩm đầu tiên nè, chắc là mình cũng đã đủ rồi các bạn. Trong tập tiếp theo thì mình sẽ tìm thêm vật phẩm để đánh ở trong tập tiếp theo nha các bạn. Còn bây giờ thì uầy, ở đây hả? Đây hả? Tấn công luôn. Wow, mấy con T-Rex của mình nó háo chiến quá các bạn. Nó chạy ra phía bên ngoài nó tấn công luôn rồi. Cho nên là cho nó đi vô trong chốc nha. Đã đi vào trong này chốc đi. Ở đây thì chắc là trong thời gian giữa hai tập đó các bạn thì mình sẽ sử dụng em quét dầu nè kết hợp với những cái quả cầu của mình đang có, hoặc là chế tạo thêm để mình có thể tải hết những cái con T-Rex của mình qua phía bên đây để chuẩn bị cho tập tiếp theo. Ở trong tập tiếp theo thì mình sẽ đánh cái con boss cấp độ dễ trước nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình cũng như những cái video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.